Tập 1. Sư phụ, ngày mốt là thất đầu của sư phụ rồi. Sư phụ yên tâm, hôm nay Tú Như xuống núi lấy đầu của cả nhà kẻ thù gì, làm đồ cúng dâng lên sư phụ. Sư phụ ở dưới suối vàng cũng có thể yên lòng nhắm mắt rồi. Các vị huynh đệ, Thanh Long trại chúng ta trước giờ cướp phú tế bần, dùng đạo nghĩa mà hành tẩu giang hồ. Nhưng ông chủ Cát ở trấn Đường Đệ lại dựa vào quan phủ chống lưng, bất chấp lẽ phải, ý đồng hiếp yếu, hại chết sư phụ. Mối huyết hải thâm thù này chúng ta không thể không báo. Báo thù cho trại chủ, 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 báo thù cho trại chủ. Ma Căng, có. Anh đi truyền lời lại cho nhị đương gia, lát nữa nhìn màu mắt tôi mà hành sự. Đại đương gia, cứ để tôi lên đài giết chết tên chó già đó đi, chuyện này không đến lượt anh đâu. Mau đi đi. Các vị hương thân, hôm nay là ngày chúc mừng được chính phủ quốc dân ủy nhiệm trấn Đường Đệ thành lập quân đội chống giặc cứu quốc. Được tư lệnh của đội quân cứu quốc mới thành lập chính là lão gia nhà họ Cát, trước nay luôn trọng nghĩa khinh tài, luôn được người trong trấn kính trọng. Các đạo nguyên tiên sinh, xin mời tư lệnh có đôi lời phát biểu. Được. Nhờ phúc đức ông bà che chở, các gia ở trong trấn sống hòa thuận với các vị hương thân, chuyên nghề nông và đọc sách, gắn kết thiện duyên đã bao nhiêu đời. Mấy năm trước, để đề phòng trộm cướp, các mổ đã bỏ tiền xây dựng vài đội ngũ. Do đó, thủ phỉ trên khắp các sơn trại có mối thù khắc cốt ghi tâm đối với các mổ, luôn sẵn sàng ra tay muốn lấy mạng của các mổ. Để bảo vệ cuộc sống ấm no cho nhân dân, các mổ không e sợ điều gì. Chết đến nơi rồi mà còn ở đó khoác lác. Đến hôm nay, quốc gia đang đương đầu với khó khăn, đám giặc Nhật dựa vào sức mạnh hiếp đáp đến cửa nhà chúng ta rồi. Các mổ bất tài nguyện theo bước các bậc hiền nhân, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ chống giặc cứu nước. Được.
các huynh đệ cứu quốc quân. Trên chiến trường mới biết ai là anh hùng, ai là kẻ nhát gan. Dạ, giết giặc Nhật, bảo vệ nước nhà, đừng làm mất mặt tổ tiên. Có nhìn thấy mấy người chí khôn chưa? Không nhìn thấy. Trong trấn loạn thành nồi cắm heo rồi, quân Nhật tiến công vào rồi. Mau chạy đi, mau lên, mau chạy đi. Đám người Nhật này đánh trận thật lợi hại. Ông chủ Cát lần này thật sự sắp đi chầu Diêm Vương rồi. Đáng đời. Cho dù hắn ta xuống 18 tầng địa ngục, tôi cũng phải chặt đầu hắn xuống. Cha, Mai Linh, cô đến đây làm gì? Cô đến giúp cha. Dớ dẫn, cô mau trốn đi. Dì đương gia, tôi nghe nói súng trường Arisaka 38 của quân Nhật cực kỳ xịn. Chúng ta giết vài thằng rồi cướp vài khẩu đi. Đừng làm loạn, cứ xem tình hình trước đi. Đi thôi. Xông lên. Giết. Liều mạng với bọn chúng. Cha, bác trai, cha, bác trai, bác trai, bác sao rồi, cha? Đi thôi, đi. Bác trai, bác không sao chứ? Bác trai, bác trai à? Mai Linh, mau lên. Không phải, chính là cha vợ và cô dâu của tôi đây sao? Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Em nói sao em lại cộc cằn như vậy? Em nói xem, đi theo anh Hưởng Phúc thì em không chịu. Em cứ phải chạy về nhà mẹ phòng không lạnh lẽo. Lát nữa chờ anh làm xong chuyện chính thì chúng ta cùng quay về. Anh mơ đẹp đấy. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu với anh. Đưa đi, các người muốn làm gì? Dạ, lên, buông tôi ra, buông ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Lên. Tất cả đứng im. Mau lên. Mau lên. Nói mày đó. Đi mau, đi mau. Mau lên. Các người muốn làm gì? Chúng tôi chỉ là dân thường vào trấn mua bán thôi. Đưa tất cả đi. Đi, đi. Mau đi. Các lão tiên sinh nghe danh đã lâu. Thuộc hạ của ông rất dũng cảm, nhưng mà không nên đối đầu với quân hoàng gia. Chết cũng thật đáng tiếc. Chết cũng nhẹ tựa Long Hồng, lại cũng nặng như Thái Sơn. Các huynh đệ thủ hạ của tôi không có ai là kẻ hề nhát. Cha vợ à, đừng có cứng đầu muốn làm anh hùng nữa. Vừa nãy con đã xin cho cha rồi. Sĩ quan tư lệnh cũng đã đồng ý. Chỉ cần cha chịu thua trước mặt bà con dân chúng, bảo đảm sau này không cần xây dựng đội ngũ đối chọi với quân hoàng gia nữa. Ông ấy có thể tha chết cho cha. Không hổ là con rể ngoan của cha.
Tao khinh. Lúc đó hẳn là tao mù rồi, mới gả con gái cho mày, gả cho cẩu tạp chủng không biết xấu hổ, bán đứng tổ tiên như mày. Cái lão già khốn kiếp này. Vậy đại bu, nếu như anh dám động đến móng tay cha tôi sẽ liều mạng với anh. Vậy Tăng, người Trung Quốc xem trọng hiếu đạo nhất, sao anh có thể thất kính với trưởng bối như vậy? Lão các tiên sinh đây có cốt cách. Đám giặc đó đang bày trò gì vậy? Xem ra thì sắp chặt đầu ông chủ cát xuống rồi. Tìm thấy đại đương gia chưa? Tìm thấy rồi. Đại, anh gấp cái gì chứ? Anh nuốt nước bọt đi rồi nói chuyện. Nói rành mạch một chút. Đại đương gia và sư thúc bị giặc giật bao giây ở trên quảng trường rồi. Sĩ quan tư lệnh đã nói, mặc dù cha không chịu đầu hàng quân hoàng gia, nhưng mà ông ấy vẫn có thể tha cho cha một đường sống. Con đường sống này chính là cha đấu võ công với quân hoàng gia. Nếu như cha thắng thì cha có thể sống, còn nếu như thua vậy thì chỉ có thể đi chầu Diêm Vương thôi. Quân hoàng gia, đó không phải là bọn giặc lùng sao? Mấy trăm năm trước suýt chút nữa bị quân tướng của chúng ta đuổi cùng giết tận. Không nhớ à? Còn dám chạy đến Trung Quốc làm loạn. Cái lão già khốn kiếp này, tôi phát hiện ông chính là Chư Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ. Cởi trói cho tôi, để mấy xương khớp già này của tôi so vài chiêu với hắn. Bác trai, cha. Bác trai, người Trung Quốc có câu, ai làm thì người đó chịu. Người đưa binh lính đi đánh giặc lùng chính là tôi, không liên quan đến hai đứa nó. Hy vọng anh có thể thả con gái và cháu tôi ra. Thả bọn họ ra. Sanjakun, ra trận. Thanh đao này mang theo danh dự của samurai, tin rằng anh sẽ không để nó chịu dục. Dạ. Bác trai, hãy để con giao đấu với tên giặc này trước. Bác là trưởng bối của con, cũng là cấp trên của con, vì tình vì lý đều nên để con đánh trận đầu. Sư Ngọc, ngồi xuống. Hay lắm. Bác trai, Sư Ngọc, con vô dụng. Sư Ngọc, kiếp sau con lại làm lính của bác. Sư Ngọc, Cha đừng đi tìm chết mà. Cha đừng đi tìm chết được không? Con gái, đừng khóc. Người Nhật Bản muốn diễu võ dương quay, cha cầm đau chịu chết, không thẹn với trời đất. Nếu như cha xảy ra chuyện, con nhất định phải ghi nhớ món nợ máu này. Từ từ, Tú Như,
Đại đương gia muốn làm gì vậy? Đại đương gia không phải là muốn liều mạng đó chứ? Đừng động, gọi mọi người nghe lời triệu tập của tôi. Tôi đến thay cái ông ngu ngốc đi tìm đường chết, lại còn không biết hối cải này tỉ thí trận này. Nữ tướng quân mặt mày sáng sủa này đâu ra vậy? Cô là thần thánh phương nào? Người trên núi thôi, không xứng được nhắc tên. Đợi đã, để tôi đoán xem. Cô chính là tiểu thiếp mà cha vợ tôi mới lấy về, có đúng không? Ông già, ông đúng là có phúc nha. Em gái anh mới là tiểu thiếp của người ta đó. Khuyên anh nên ngậm miệng lại tích đức đi. Lối năng lung tung nữa thì bỏ mạng đó. Cô gái này muốn lên đài tỉ thí. Được, hỏi cô ta xem có lai lịch thế nào. Sĩ quan tư lệnh hỏi cô, sao vô duyên vô cớ cô lại muốn nhảy vào vũng bùn đây? Vì mối thù không đội trời chung. Ông chủ cát, với tôi có món nợ máu. Bà nương, cô phải nghe cho kỹ. Trận thế này không phải là để phụ nữ các cô chơi thiêu thùa mai giá đâu, mà là chơi bằng mạng đó. Bớt nói nhảm đi, giờ đao kiếm là biết cao thấp ngay. So thế nào? Ở trên đất của người Trung Quốc, tất nhiên là phải dựa theo quy tắc do tổ tiên truyền lại rồi. Sống chết do trời. Anh ta giết được tôi thì trách tôi học hành kém cỏi. Tôi giết anh ta thì trách anh ta đoản mệnh. Đừng vội vàng, đồng ý điều kiện của tôi trước rồi hẳn ra tay. Nếu như tôi thắng, các người phải giao lão già chết tiệt ông chủ cát này cho tôi. Tôi đồng ý với cô. Sĩ quan tư lệnh đã đồng ý với cô rồi. Được. Trận này có các vị hương thân phụ lão làm chứng. Tục ngữ nói, nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu. Hôm nay vốn dĩ tôi đến đòi lại nợ máu với ông chủ cát, bây giờ thay mặt ông ấy ra trận tỉ thí, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn đưa ông ta đi, dùng đầu của ông ấy để tế vong linh người đã khuất. Hy vọng người Nhật nói lời giữ lấy lời, tuân thủ lời hứa. Cha, nhà chúng ta từ lúc nào lại có mối thù sâu đậm với cô ấy vậy? Cô ấy mở miệng đều là đòi lấy mạng của cha. Cha cũng không nhìn ra lai lịch của cô ấy. Được. Đại đương gia thật lợi hại. Võ công cao cường. Võ công cao cường. Chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Người Nhật phải nhận người Trung Quốc chúng ta là tổ tông mới phải. Chỉ là đồ vô dụng. Nếu không phục, thêm dăm ba người nữa cùng xông lên đi nào. Cô nương không những thân thủ tốt mà lời nói cũng có khí phách. Đúng,
luận công phu, múa đao múa kiếm, người Nhật còn không xứng làm cháu chắt của chúng ta. Người Nhật xưng là võ sĩ đạo. Hôm nay phải để bọn chúng mở mang tầm mắt tổ tông của võ sĩ đạo. Sĩ quan tư lệnh, đừng do dự nữa, đã rõ ràng rành rồi. Cô rất lợi hại. Cô tên là gì? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Nghe cho rõ đây, đại đương gia của Thanh Long Trại, Doãn Tú Như. Cha, đưa tù nhân mà cô muốn đi đi. Tôi nói chứ đại đương gia, sau này không dám làm bừa nữa. Nếu như còn làm bừa, chắc chắn máu chảy thành sông. Thế nào, anh sợ rồi sao? Tôi sợ cái gì chứ? Liều cái mạng này, giết mấy tên Nhật đó cũng thoải mái biết bao. Tú Như à, tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt, đám người Nhật đó sao lại thả cô đi? Bọn chúng không dám giết tôi. Tại sao chứ? Vì thể diện chứ gì. Võ công đã không bằng người ta thì phải cúi đầu chịu thua. Đúng. Tham mưu các đang nghĩ gì vậy? Trung đoàn trưởng không có nghĩ gì hết. Trung đoàn trưởng, đây là ải Bình Tịnh rồi. Bên kia núi là Hà Nam. Dưới chân núi là trấn Đường Đệ. Một cửa ải chiếm cứ hai tỉnh là dùng mà quân nào cũng muốn giành. Sắp đến nhà anh rồi, có cảm xúc thế nào? Càng gần quê nhà thì càng hồi hộp. Đã bao lâu rồi không về? Cũng hơn 3 năm rồi. Ba, bốn, năm, sáu, bảy. Sĩ quan tư lệnh, tại sao quân hoàng gia không đóng quân ở trấn Đường Đệ? Trấn Đường Đệ không đáng để phân tán lực lượng. Quân hoàng gia phải tập trung ưu thế binh lực, chiếm cứ thành phố và các tuyến giao thông quan trọng. Anh có hiểu không? Hiểu rồi à. Quân hoàng gia vẫn luôn tự hào về kỹ thuật kích sát, nhưng hôm qua lại thảm bại dưới kiếm của một cô gái. Anh thấy chuyện này như thế nào? Cô gái này vậy mà dám giết sĩ quan Nhật, tôi cảm thấy cô ấy chán sống rồi. Sĩ quan tư lệnh, tôi đã nghe ngóng được rồi. Cô gái đó quả thực tên là Doãn Tú Như, là thủ phỉ của Thanh Long Trại, vừa mới nhận chức đại đương gia được mấy ngày. Doãn Tú Như, Thanh Long Trại. Đúng, anh xem. Chính là ở chỗ này, ở rất gần ải Bình Tịnh và trấn Đường Đệ. Xin quan còn có thủ phỉ nào khác nữa không? Có. Chỗ này có Hắc Phong Trại, chỗ này có Tan Bình Trại, đều có mấy trăm người, nhưng mà tên tuổi đều không bằng Thanh Long Trại. Được. Sĩ quan tư lệnh, chúng ta khi nào phát binh tiêu diệt Thanh Long Trại? Tại sao phải tiêu diệt chứ? Giết gà dọa khỉ. Nữ thủ phỉ đó đã giết 7 sĩ quan. Hôm qua đáng ra ngày đến sự chết của ta mới đúng. Vậy tan, anh rất trung thành với quân hoàng gia, nhưng đầu óc đơn giản quá. Quân hoàng gia tiến vào Trung Quốc là để mở ra vùng đất Dương Đạo, xây dựng vùng thịnh vượng Đông Á, thành Ngộ Phong dưới quyền quản lý của tôi. Phải có sự cai trị ổn định. Cai trị không thể chỉ dùng vũ lực. Anh nên hiểu. Võ công của nữ thủ phỉ đó rất giỏi, rất có khí phách của võ sĩ đạo. Tôi dự định dựng văn bia cho cô ấy. Cái gì? Ngài còn muốn dựng văn bia cho cô ấy sao? Phó Quan Chương, có gì gì vậy? Trung đoàn trưởng, tôi đã hỏi người dân rồi. Hôm qua Nhật Nhật tấn công trấn Đường Đệ.
Chị Sương Hậu. Đại thiếu gia. Chị, sao vậy? Cha đâu? Nhà chúng ta đã xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn gì vậy? Sương Ngọc và các huynh đệ cứu quốc quân đều đã chết thảm trong tay quân Nhật. Cha chúng ta bị đám người Thanh Long trại bắt lên núi rồi, nói là muốn lấy đầu của ông ấy. Vào ngày cúng thất, em làm chủ buổi cúng, còn anh đi lấy đầu hắn. Làm xong chuyện này rồi, trong lòng em cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lần này có thể đem đầu của ông chủ cát đặt trước bài vị của sư phụ, em đã lập được đại công rồi. Sư phụ dưới số vàng chắc chắn sẽ cảm thấy mãn nguyện, không uổng công thương em. Vị trí đại đương gia truyền lại cho em cũng không có chọn nhầm người. Sư huynh, vị trí đại đương gia này nên truyền cho anh mới hợp lý. Đừng nói bậy. Di nguyện của sư phụ ai dám chống đối chứ. Thêm nữa, hôn sự lúc còn sống ông ấy định cho chúng ta là người một nhà, không thể là người khác được. Ai là người một nhà với anh chứ? Em nói cho anh biết, trước khi rước dâu thì không được ăn nói lung tung. Tú Như, đến khi sư phụ đủ 7 ngày rồi, chúng ta cũng bái đường thành thân đi. Được. Chuyện này nghe theo anh. Được. Mấy năm nay, để bảo vệ hương thân trong thôn, đội bảo vệ của cha không ít lần giao chiến với Thanh Long trại. Mấy ngày trước vừa đánh một trận xong, nghe nói đại đương gia của bọn chúng bị trọng thương, vừa về đến trên núi thì chết. Sương Hậu, cha rơi vào trong tay bọn chúng chắc chắn sẽ bị hạ độc thủ. Cái đám thủ phỉ đáng chết này, vào lúc đất nước làm quyền còn dám làm hại dân làng, còn đáng ghét hơn bọn giặc Nhật. Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ tìm cách cứu cha ra. Em có cách gì? Em đã nghĩ ra cách rồi, chị không cần phải hỏi nhiều. Báo cáo trung đội trưởng, đội ngũ đã chia nhau đồn trú trong trấn sông cả rồi. Bộ đội được đóng ở trong khuôn viên nhà tham mưu cát. Các tiểu thư cũng đã đồng ý rồi. Các tiểu thư, gây thêm phiền phức cho cô rồi. Cả trung đội trưởng Khâu, anh đến đây cũng như người nhà chúng tôi rồi. Chuyện giải cứu lệnh tung, Khâu mổ chịu trách nhiệm là tất nhiên. Tham mưu cát, ngày mai anh dẫn mình lên núi tiêu diệt đám thủ phỉ đó. Cảm ơn. Các tiểu thư, không cần cảm ơn đâu. Chúng tôi vào nhà cô ở, chúng ta đã là người một nhà rồi. Tham mưu cát, đưa tôi đi tham quan trấn một vòng xem sao, làm quen địa hình. Dạ. Tham mưu cát, tiêu diệt đám thủ phỉ đó, dùng một liên đội có đủ lực lượng không? Trung đoàn trưởng, chỉ dựa vào vũ lực e là rất khó cứu được cha tôi. Lúc nãy không phải cậu đã dự tính trước đó là có cách rồi sao? Đó chỉ là để an ủi chị tôi thôi. Thanh Long trại địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu tấn công ồ ạt e là khó giành được thắng lợi. Mà cha tôi còn ở trong tay bọn chúng, ném chuột sợ dở bình quý. Cho nên chuyện này tôi còn phải suy nghĩ kỹ càng xem sao. Xem ra là chuyện khó giải quyết rồi đây. Sương Hậu, từ lúc em rời nhà đi học, bố trí sắp xếp trong căn phòng này chưa từng thay đổi. Đúng rồi chị à, em nhớ là trong tủ kính này có một tấm hồi nhỏ của anh rể, sao lại không thấy đâu nữa? Em không được nhắc tên đó. Chị, sao anh ấy lại đầu hàng nương nhờ vào quân Nhật vậy? Năm đó hắn ta đến Hán Khẩu trốn nợ cờ bạc, kết giao với một đám người Nhật, học được mấy câu tiếng Nhật. Lúc giặc Nhật tấn công đánh chiếm thành Ngộ Phong, hắn trở mặt đi làm Hán Giang, cứ vậy mà ngạo nghễ trở về. Chị không muốn dính vào tội danh là vợ Hán Giang đâu, nên chị đã quay về rồi. Chị à, chị quay về là đúng. Lúc đầu cha không nên gả chị cho hắn, chuyện này không thể trách cha được. Kết giao giữa hai nhà, môn đăng hộ đối mới có hôn sự này. Chị cũng là sau khi gả qua đó mới biết, hắn ta căn bản không phải chính nhân quân tử gì. Rượu chè cờ bạc gái gú hắn đều đủ cả. Không chỉ làm cha mẹ tức chết, mà còn làm tán gia bại sản. Kệ đi, không nhắc đến cái thứ khốn kiếp đó nữa. Sương Hậu, chuyện đi cứu cha, rốt cuộc em có cách gì không? Chị, em muốn tìm hiểu rõ tình hình bên trong đối thủ trước, rồi mới tùy cơ ứng biến. Cho dù thế nào cũng phải cứu được cha ra. Mẹ mất sớm,
là một tay cha nuôi hai chị em mình khôn lớn. Nếu như ông ấy có bệnh hệ gì, chị cũng không sống nổi đâu. Chị à, chị yên tâm đi, sáng mai em sẽ lên núi. Đến rồi, xuất hiện một con heo mập. Đi thôi. Đi. Đứng yên. Từ đâu đến? Các vị đây chắc là anh hùng hảo hán của Thanh Long Trại hả? Tôi từ Trấn Đường Đệ đến. Đến đây. Đến đây để làm gì? Muốn gặp đại đương gia của các vị. Đại đương gia của chúng tôi là người anh muốn gặp là gặp sau. Cha tôi là thân hào của Trấn Đường Đệ Các Đạo Nguyên. Tôi là Các Xương Hậu. Họ Cát sao? Gan cũng không nhỏ nhỉ. Anh đến đây tìm đường chết sao? Tôi nghe nói Thanh Long Trại toàn là hảo hán, đều dựa vào đạo nghĩa mà hành tẩu giang hồ, tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội. Bớt diễn trò đi. Thanh Long Trại chúng tôi có quy tắc, kẻ thù lên núi phải qua được ba ải trước. Ba ải gì đây? Lên núi đao, xuống biển lửa, nhảy vào chảo dầu sôi. Lên núi đao, xuống biển lửa, nhảy vào chảo dầu sôi. Các huynh đệ bày ra. Nếu như sợ, bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp. Ở Thanh Long Trại ai cũng là hảo hán. Các gia của Trấn Đường Đệ trước giờ chưa từng có kẻ hèn nhát, làm sao vượt ải? Đầu trọc, chân trần lên núi đao, xuống biển lửa, tay không nhúng vào giạt dầu sôi vớt đồng tiền. Các xương hậu tôi nếu đã một mình đến thăm thì lý nào lại rút lui? Tiểu tử cũng có chút bản lĩnh đó. Chỉ còn lại thử thách cuối cùng thôi. Đợi đã. Các đại thiếu gia cũng gan dạ thật đó, rất là đàn ông. Không ngờ trại chủ của quý trại đây là nữ trung hào kiệt dung mạo như hoa. Tại hạ xin cung kính, đừng có giở trò đạo đức giả. Thẳng thắn đi, lên núi làm gì? Vị hảo hán này nên xưng hô thế nào đi? Ông đây, Ma Càng. Anh ấy là vị đương gia của Thanh Long Trại chúng tôi, Trần Chí Khôn. Hóa ra là nhị đương gia. Tại hạ một thân một mình lên núi,
không có bất cứ thủ đoạn gì, chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là muốn đàm phán với Quý Sơn Trại vì chuyện thả cha tôi ra. Anh nói nghe nhẹ nhàng ghê đó. Ông ta thiếu nợ mạng người. Xin hỏi, phải cần tốn bao nhiêu tiền mới có thể trả món nợ này? Bao nhiêu tiền cũng không được. Nợ mạng người là vô giá. Thật là ngang ngược. Đây không phải là tử chúa vào hang cọp sao? Sương Hạo từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện nó cho rằng là đúng thì không ai cản được nó. Trung đoàn trưởng, tự ý rời đi, đó chính là vi phạm kỷ luật quân đội. Tâm lý muốn cứu cha thì có thể tha thứ, nhưng lần này rắc rối to lớn rồi, rất nan giải. Tôi vừa mới về đến nhà thì được biết đội ngũ do cha tôi gầy dựng mấy năm nay nhiều lần va chạm với các hảo hán của Thanh Long Trại. Tục ngữ có câu quan gia nên giải không nên kết. Đội ngũ của cha tôi là để chống lại bọn quân Nhật tấn công, anh dũng không sợ chết, làm trời đất kinh sợ cảm động quỷ thần, khó tránh khỏi vướng nợ máu. Hy vọng đại đương gia có thể phân rõ ngọn ngành, dẹp bỏ hết những chuyện đã qua. Mất nói nhảm đi. Món nợ máu, nói bỏ là bỏ sao? Các đại thiếu gia, trận đánh ở trấn Đường Đệ mọi người đều nhìn thấy hết rồi. Ông chủ Cát, cha anh và đội ngũ công ấy trước mặt đám lính Nhật quyết tử chiến chứ không đầu hàng, có khí phách, có cốt cách, không làm mất mặt người Trung Quốc chúng ta. Theo lý mà nói, ân oán trong quá khứ của hai nhà chúng ta hôm nay xem như giải quyết hết. Tại hạ xin kính phục sự sáng suốt của đại đương gia. Khoan hẳn đánh giá cao tôi, nợ cũ với hai nhà chúng ta thì được, nhưng cái đầu của ông chủ Cát cha anh hôm nay vẫn phải để lại. Cha tôi đã là lão già tuổi cao sức yếu rồi. Đại đương gia nếu như có thể xóa bỏ hết nợ cũ, vậy tại sao không thể khoan dung độ lượng thả ông ấy đi chứ? Anh chống to mắt lên mà nhìn cho rõ đi. Đó, đặt ở đó chính là bài vị của sư phụ tôi, đại đương gia tiền nhiệm của Thanh Long Trại. Mấy ngày trước ông ấy bị quân đội của cha anh bắn trúng chết rồi, thi thể còn chưa an táng, dưới suối vàng còn chưa kịp nhắm mắt. Sai lầm lớn cũng đã xảy ra rồi, tôi thay cha tôi chuộc tội với sư phụ của cô. Nhưng chuyện này phải giải quyết trong yên bình thì mới tốt. Tất nhiên là phải giải quyết. Chuyện này cũng đơn giản thôi, một mạng đổi một mạng. Dùng đầu của cha anh để cúng cho sư phụ tôi. Người chết không thể sống lại, hà cớ gì phải đổ thêm máu. Được rồi, cho nên hôm nay cho dù anh có nói đến đâu đi nữa, chuyện này cũng không thể thương lượng được. Đại đương gia, tiểu tử này miệng đầy lý lẽ, cứ như vậy đi, trói hắn lại luôn một thể. Đúng, đúng vậy, đem hắn và cha hắn chặt đầu một lượt luôn để tế sư phụ. Đại đương gia ở đây, hai người mau câm miệng đi. Họ cá gì? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, oan có đầu nợ có chủ. Đầu của cha anh hôm nay tôi chắc chắn phải giữ lại, cho dù thần tiên xuất hiện cũng không cứu được ông ấy đâu. Nhưng mà tôi không làm khó anh. Anh xuống núi đi. Đại đương gia, tôi phải nhắc nhở cô, cha tôi không chỉ là thân hào của trấn Đường Đệ mà còn là tư lệnh quân đội chống Nhật cứu quốc, được chính phủ quốc gia chính thức bổ nhiệm. Các huynh đệ, tên họ Cát này đem quan quân ra hù dọa chúng ta kìa. Đừng nói là cha anh, là một tư lệnh bé như cọng cỏ của trấn Đường Đệ, hôm nay cho dù là hoàng đế, tôi cũng sẽ giết ông ta không chớp mắt. Mau cút đi, còn dài dòng nữa thì chúng tôi không khách sáo đâu. Tiễn khách. Đi, mau lên. Đại đương gia, tôi có một yêu cầu, xin cô hãy để tôi gặp cha tôi. Các vị huynh đệ Thanh Long Trại, các anh cũng là người có cha có mẹ sinh ra, công ơn nuôi dưỡng nặng như Thái Sơn. Xin đại đương gia có thể thông cảm cho tâm trạng của một người làm con. Được, tôi sẽ thành toàn cho sự hiếu thảo của anh. Ma Càng, đưa anh ta vào nhà giam đi. Dân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
爱慢慢流淌，爱给我无比的力量，冲不过前面是硝烟弥漫还是深渊万丈。是我们永不分开的方向。那一年你给了我希望，那一年我懂得了牺牲和信仰，生命旅程是战场，你告诉我要坚强，有一种幸福叫做牺牲，因为你，亲爱的，你别悄悄地哭泣，我从来未曾离开你，夜那么深，是黎明即将天亮，路那么长。是我们永不分开的方向，是我们永不分开的方向。